Cái này chắc là chipu. Anh đoán đây là chipu. Chưa? Chị Đông Nhi đấy hả? Chọn đúng một cái ảnh trông chị Đông Nhi không hề giống chị Đông Nhi luôn. Ôi ôi. Nhìn này trông như mắt của Khả Ngân. Đúng không? Ai nhỉ? Gợi ý. Ca sĩ nữ có chồng. Ca sĩ nữ có chồng, nhiều ca sĩ nữ có chồng lắm. Dại rồi, dại rồi, vạ miệng rồi. Đám cưới ở đây. À, tóc tiên. Chắc rồi, tóc tiên, đảm bảo số 1, tóc tiên. Đúng rồi. Cái này ảnh khó thế. Ôi, cái này không cần gợi ý luôn, Hiền Hồ. Đúng rồi. Tumaru à? Đúng không ta? Đó là Tumaru. Thế thì anh lại chưa chắc, cho anh nghĩ lại. Konepi à? Không, Konepi mắt lại to hơn tí. Mắt một mí như vậy chỉ có... Mắt mí chỉ có Tumaru thôi. Tumaru. Tại vì không nghĩ ra ai khác. À, Jack hả? Trời ơi. Những niềm tin chỉ chẳng còn. Đây là ảnh, đây là mắt của anh Sơn Tùng. Chắc. Sky ơi. Ai nhỉ? Không phải, tại vì mỗi lần mà mọi người make up thì mọi người sẽ có một cái mắt khác nhau ấy. Cái này chắc là Chipu. Anh đoán đây là Chipu. Chưa? Chị Đông Nhi đấy hả? Chọn đúng một cái ảnh trông chị Đông Nhi không hề giống chị Đông Nhi luôn. Giá mà mình có được cả hai cái mắt này thì nó dễ hơn mà mình được mỗi một cái mắt. Gợi ý. Ca sĩ nữ rất là sexy. À, trời ơi, chị Bích Phương. Yes. Không phải nhầm được. Chị Bích Phương. Chắc chắn ca sĩ nam rồi. Ca sĩ nam là đội cái mũ. Ai của ta? Gợi ý. À, ra rồi, anh Karik. Đúng không anh Karik? Chưa chắc lắm nhưng không được. Ok, anh Karik chốt. Anh Đen, trời ơi, anh Đen ơi. Quên mất là anh Karik không có đội basket. Đây chẳng là Hương, chị Hương Giang. Đúng rồi, thấy chưa? Amy. Ôi cha. Khó vậy ta, cái này là lấy rồi, cái này là ca sĩ của... Cái kiểu là một cậu, một chú. Khá là lớn tuổi rồi, anh... À! Anh Hai Lam Trường. Trăm, trăm, trăm. Quê! 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 Ủa? Tên ca sĩ mà. Tên ca sĩ mà sao bật ảnh chú Hoài Linh. Trời, có cái mắt giống anh Lam Trường quá trời. Anh cũng phân vân rồi là cho cái mắt có vẻ giống mắt chú Hoài Linh nhưng mà đang bảo đoán hình ca sĩ mà đúng không? Đoán ca sĩ mà. Ôi, tôi đọc sai đề ạ. Mình chỉ cần đi thi em, mình hãy có cái skill cho mình là em cô em chép nhầm đề. Kính à? Chép giống anh Isaac thế. Đoán luôn anh Isaac. Thôi lần này anh chỉ chắc 80%. Thế cho anh gợi ý đi. Nam MC à? Ừ, thì anh lại phải nghĩ lại ở đây. Anh Isaac không có làm MC. Có cái nào anh Trấn Thành không ta? Gợi ý cái nữa đi. Giọng ải, giọng ai à? Chết, quên cái chương trình ai là MC này. Anh Đại Nghĩa chăng? Anh Đại Nghĩa. Trời ơi, thay đổi thành công ở phút cuối. Chiều đi ra khỏi nhà để chơi với Yan TV. Ê, đầu có bao nhiêu chữ là mình phải mang đi thi. Game thì hơi khó nên mình chỉ vừa mới thua vài lần. Chương trình bắt mình đọc rap nên mình bây giờ phải sai vần. Yeah. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.